không chịu ăn thế. À. Để mày ăn đi chứ. Còn con nha. Em ăn từ từ thôi. Ừ. Thật nóng nóng nóng. Thế anh thổi cho, anh thổi cho. Má không? Ừ. Có bồn tắm mới này em thích không? Em thích bồn tắm này không? Thì đây, nghe anh đọc sách nhá. Mỗi buổi tối, Rosa lại mang đến cho anh từng nắm đất của một phần đất tốt nhất trong vườn anh đã chọn.
vị gì hả? Xoài đúng không? Em thích ăn xoài không? Đâu để anh tìm được cái gì ngon cho Tít ăn nào. Một bình nước này. Ngon không? Ừ? Thích ăn bánh này không? Anh bảo này nãy giận anh à. Nãy giận anh đi theo người kia luôn. Giận thế. Em giận anh. Ngon không? Ừ. Trời ơi, không chịu ăn luôn. Con khóc hả? Con buồn cái gì à? Hả? Con buồn cái gì phải không? Hả? Sao đây? À, con nhớ bố nó Tú à? Hả? Phải không? Con nhớ bố Tú phải không? Thế mẹ 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 vô gọi chú Tú cho con nói chuyện nhá. Cho con gặp nhá. Nè. Rồi đi vào nhà này. Buồn mà không ăn uống gì hết luôn. Tít tao nhớ em này, Tít tao nhớ em nó không chịu ăn chịu uống gì hết này. Trời ơi Tít ơi, em không chịu ăn thế. À. Em phải ăn đi chứ. Gọi con nha. Mặt em buồn thế kia. Tít ơi. Chắc mới về hai hôm nay rồi chắc là Tít buồn đấy, Tít nhớ này. Tại Tít nó cũng ở với em lâu mà nên là chắc nó nhớ em á. Trời ơi, Tít ơi. Em ở ba mẹ ngoan nhá.
mấy hôm rồi anh rảnh thì anh tới anh thăm em. Đi nhá. Trời ơi, ăn uống mà đi. Chiều mặt đỏ kia em khóc nghè. Biết khóc nghè đấy. Gì à? Tú bắt mặt em nhỉ? Tú bắt mặt em nhỉ? Này. Kìa. Anh ghép. Đấy. Nói chuyện với chú nhá. Mẹ đút cho con ăn nhá. Chị ơi. Nhờ. Em mong ngoan ăn đi nhá. Đừng có hư như thế nhá. Em ăn đi. Chị ơi, con nói chuyện với chú, mẹ đút con ăn nhá. Tin ơi, em mau ăn đi nhá. Em ăn đi. Giỏi, thành quá lắm. Ăn đi rồi á, lâu lâu mẹ lại gọi điện cho con gặp chú nhá. Nào như anh thì em cứ bảo mẹ gọi cho anh. Xong rồi nào anh đánh lại tới thăm em tí nhá. Em ăn đi. Giỏi. Đúng rồi. Ăn nhiều vào. Trời ơi, Tít ơi, Tít ăn rồi kìa, Tít giỏi thế. Thôi chị ơi, Tít ăn rồi, em giờ phải đi làm ấy nhá. Ừ, em đi làm nhá, tạm biệt em nhá. Có gì nào em đánh em qua. Khi nào rảnh em gọi cô Tít nhá. Dạ, dạ rồi. Con bye bye chú kìa. Chú tắt rồi, chú tắt rồi, giờ con ăn nhá. Mẹ giúp cho con ăn nhá. Ăn đi đừng buồn nữa. Đó, lâu lâu rồi mẹ lại gọi điện cho chú cho con nói chuyện nhá. Cho con gặp con đợi nhớ nhá. Mẹ con ăn đi. Không à, để uống sữa. Không ăn thì để uống sữa nhá. Buồn lại nhá. Sao lâu chú lại gọi điện hỏi thăm con ấy. Chú ơi, con bảo mẹ gọi điện cho chú nhá. Mẹ con nói chuyện với chú nhá.